Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những người sơ tán khỏi Ukraine, trong đó có người Việt Nam, đều có ước nguyện, nguyện vọng hòa bình, cuộc sống được trở lại bình an như trước. Để sớm gỡ bỏ thẻ vàng EC, nâng cao giá trị hàng hóa, lấy lại uy tín với các thị trường lớn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, bước đầu đã có những kết quả lạc quan. Quảng bá du lịch qua lễ hội áo dài với mong muốn lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống độc đáo của Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận. Tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó, hơn 1.700 người tại Ba Lan, 290 người tại Hungary, khoảng 600 người tại Romania, hơn 40 người tại Slovakia. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với các nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại, đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước dự kiến sẽ khởi hành hôm nay, 7 tháng 3, từ Bucharest, Romania và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa ngày 8 tháng 3. Đây là một trong hai chuyến bay mà Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng lên kế hoạch tổ chức, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine. Chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện dự kiến chở 283 công dân. Còn chuyến bay thứ hai của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành vào ngày 9 tháng 3 từ Warsaw, Ba Lan về sân bay Nội Bài vào ngày 10 tháng 3. Đến nay thì dòng người sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraine vẫn tiếp tục đổ về các nước EU. Dự kiến trong những ngày tới, số người sơ tán sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và cần rất nhiều hỗ trợ của các nước trong cộng đồng châu Âu. Thực tế tình trạng này ra sao? Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh hiện đang có mặt tại Ba Lan, nơi dòng người sơ tán đổ về đông nhất, sẽ chuyển tới quý vị những hình ảnh tại đây. Sau cuộc đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày 3 tháng 3 giữa Nga và Ukraine, với điều khoản tạo hành lang nhân đạo cho thường dân rút khỏi vùng chiến sự, dòng người đổ về các cửa khẩu biên giới Ba Lan càng đông đúc hơn trước và có thể thấy rõ không có sự thương vong nào cho dòng người sơ tán. Tôi không đi xe buýt vì đi tàu an toàn hơn. Đi tàu thực sự yên tâm. Tôi và bạn tôi đi từ Kiev đến Lviv bằng tàu và chúng tôi sẽ đến Pháp. Chúng là cái chặng đường hành quân đến đây là cũng tương đối xa, nhưng mà đến giờ đến đây là mọi người cũng thấy là suôn sẻ, không có gì là quá phức tạp. Tại cửa khẩu Medica, một trong những cửa khẩu gần thành phố Lviv của Ukraine và nhiều người nhập cảnh nhất, đã luôn có các tổ chức nhân đạo của nhiều nước như Ba Lan, Đức để hỗ trợ người sơ tán, phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ con. Nhiều cá nhân đến từ các nước châu Âu với nguyện vọng hỗ trợ người cư trú cho người sơ tán cũng có mặt. Đức đã miễn toàn bộ chi phí tàu hỏa cho người đến từ Ukraine với giấy tờ hợp pháp. Tuy thế, nhiều người đã trả lời cho câu hỏi nguyện vọng được cư trú ở đâu bằng câu trả lời: tôi đưa chị tôi vào thành phố, rồi tôi lại quay trở về Ukraine thôi. Bây giờ chúng tôi cứ tạm thời sang Ba Lan để là tránh lánh nạn chiến tranh. Còn sau này nếu như mà có cơ hội thì chúng tôi sẽ lại quay lại. Quyền được xin cư trú tạm thời 1 đến 2 năm và tiếp cận việc làm cũng như phúc lợi xã hội của những người sơ tán khỏi vùng chiến sự từ Ukraine sẽ được Ủy ban châu Âu xem xét và đưa ra quy định cụ thể trong thời gian tới. Số người được chấp nhận cư trú tạm thời có thể lên tới 7 triệu người, một con số không nhỏ cho ngân khố của cộng đồng châu Âu. Dường như việc rời khỏi Ukraine không gặp phải những hoàn cảnh rất là khắc nghiệt. Tuy thế thì với những người mà chúng tôi phỏng vấn, kể cả người Ukraine hay người Việt Nam, thì đều chia sẻ rằng họ chỉ có một nguyện vọng là hòa bình, hai bên có thể ngồi được với nhau, đàm phán để đời sống có thể trở lại một cách bình an như trước. Việc hòa bình không chỉ là nguyện vọng người dân mà có thể đây cũng là một giải pháp
cho cả EU nữa khi mà dòng người nhập cảnh vào EU ngày mỗi đông như thế này. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam thực hiện tại biên giới Ukraine và Ba Lan. Chuyển sang các thông tin khác, dự án Vành đai 4, vùng thủ đô hiện đang lập báo cáo tiền khả thi để chính phủ xem xét trình Quốc hội tại kỳ họp giữa năm nay. Đây là dự án cần cơ chế đặc thù để thực hiện nhanh, tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh, qua đó góp phần kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc hướng tâm thay cho đường Vành đai 3 đã quá tải trầm trọng. Dự kiến đường Vành đai 4 dài hơn 112 km, nằm trên địa phận thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên, và có 60% tuyến đường đi trên cao được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư. Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa phận của từng địa phương. Vành đai 4 được thực hiện thì không phải Hưng Yên phát triển mà các tỉnh lân cận của Hưng Yên là rất phát triển. Tuy nhiên thì cái nguồn lực để giải phóng bằng thì vẫn đề nghị Trung ương hỗ trợ, còn toàn bộ các đường bên khoảng gần 2.000 tỷ thì Hưng Yên chúng tôi là cam kết để chúng tôi thực hiện xây dựng cái đường bên đó để tạo sự đồng bộ giữa phát triển đường cao tốc và các đường bên để phát triển các khu công nghiệp, các khu đô thị. Theo các chuyên gia, Vành đai 4 là cao tốc đô thị, là hạ tầng dùng chung kết nối nhiều khu đô thị của nhiều tỉnh thành. Nguồn tiền đầu tư xây dựng rất lớn nên cần phải có cơ chế đặc thù riêng. Nó là kiến trúc cảnh quan, nó không phải một cái giao thông đơn thuần. Vì thế mà mặt cắt của những tuyến đấy cũng phải để xem xét. Bởi vì nó còn đường vành đai, nó còn đường gom, đường để đi xuống các khu đô thị khác nữa. Việc lấy đất ở vành đai 4 cũng khác những cái dự án khác, cần phải có cơ chế đặc thù của đó. Chúng ta có thể đủ vốn liếng một lúc lên 190 mấy ngàn tỷ, thế mà 90 mấy tỷ cây số không phải là chuyện đùa. Với cái tổng chiều dài đến 102 cây số như thế mà muốn hoàn thành nhanh để phát triển được kinh tế thủ đô và chia sẻ với các vùng cũng như là tránh cái hiện tượng ùn tắc ở nội đô ấy, thì cái đó phải làm càng nhanh càng tốt. Mà muốn như vậy thì cái cơ chế dùng PPP hoặc là BOT hiện nay là cơ chế cần phải thực hiện. Đại diện thành phố Hà Nội cho biết đã tổng hợp lấy ý kiến của các chuyên gia để lập báo cáo tiền khả thi. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp phần số 3 xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP được phê duyệt, thành phố sẽ lập hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng để lựa chọn nhà đầu tư. Sân bay thứ 2 của Hà Nội dự kiến đặt tại phía nam thủ đô, ngoài vành đai 4 thuộc địa bàn huyện Thường Tín và Phú Xuyên, gần với cao tốc Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương khai thác xa bờ và xuất khẩu thủy sản đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ việc Ủy ban châu Âu EC ra cảnh báo thẻ vàng với đánh bắt thủy sản, cả nước và Bà Rịa Vũng Tàu đã gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản ra thế giới. Để sớm gỡ bỏ thẻ vàng, nâng cao giá trị hàng hóa, lấy lại uy tín với các thị trường lớn, địa phương này thời gian qua đã liên tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ. Bước đầu đã có những kết quả lạc quan. Đang sở hữu 6 chiếc tàu, dù không trực tiếp có mặt trên tàu, nhưng nhờ gắn thiết bị giám sát hành trình kết nối trực tiếp trên điện thoại, ông Lợi vẫn có thể biết được vị trí từng chiếc tàu của mình. Từ đó, ông luôn có sự nhắc nhở kịp thời cho các thuyền viên trong quá trình đánh bắt xa bờ. Khi mà mình bật lên là mình biết tàu cá của mình ở hướng nào, có vi phạm vùng biển của nước ngoài hay không. Mình đã làm những cái tờ giấy cam kết khi xuất bến và mình cũng quán triệt với tài công là không được xâm phạm. Đến nay, trên 90% số tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh đã gắn thiết bị giám sát hành trình, từ đó giúp kéo giảm đáng kể số vụ vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. Nếu như năm 2020 xảy ra 10 vụ tàu cá vi phạm, thì đến năm 2021 đã giảm hơn một nửa, xuống chỉ còn 4 vụ. Xác định lại là cái vai trò trách nhiệm của địa phương, mà địa phương ở đây cụ thể là phường, xã, thị trấn, có thể là gần dân nhất, khu phố gần dân nhất để mà tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm sao cho ngư dân không vi phạm vùng biển ngoài. Thứ hai nữa, rà soát, liên tục rà soát đối với các tàu mà nếu mà không giám sát hành trình, không có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, không có đăng ký đăng kiểm, không có đủ điều kiện thì dứt khoát 3 vòng quản lý không cho ra khơi. Chúng tôi thành lập 6 cái văn phòng đại diện UU ở tại 6 cảng thì kiểm tra không cho. Và cái vòng cuối cùng đó là biên phòng, là biên phòng là dứt khoát không cho ra. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 418 triệu đô la Mỹ.
Nếu gỡ được thẻ vàng EC thì con số này sẽ còn tăng hơn nữa bởi tiềm năng đánh bắt khai thác xa bờ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất lớn. Tiếp theo là một số thông tin nổi bật trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản những tháng đầu năm. Tháng 2 vừa qua, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 400.000 tấn với trị giá đạt 191 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 38% về khối lượng và tăng hơn 22% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng đáng kể từ tháng 3 này. Còn trong nước, thị trường lúa gạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn biến không mấy sôi động trong tháng 2 vừa qua do kỳ nghỉ Tết. Giá lúa giảm nhẹ sau Tết. Hiện tại, thương lái bắt đầu mua lúa trước vụ thu hoạch đông xuân sắp tới. Sản phẩm ớt tươi của Việt Nam chính thức được cơ quan chức năng Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo chấp thuận cho 5 doanh nghiệp sản xuất ớt tươi của Việt Nam được đăng ký xuất khẩu sang thị trường nước này kể từ ngày 3 tháng 3. Sau một thời gian, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam. Tính đến nay, có tổng cộng 1.808 mã sản phẩm nông sản thực phẩm được Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu chính ngạch. Tiếp theo là phần điểm lại các thông tin đáng chú ý trên các trang báo Việt Nam và quốc tế trong 24 giờ qua. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chương trình nghị sự chung. Trang The Star của Malaysia dẫn lời đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ngày 6 tháng 3 tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác với các nước về các đề xuất được nêu trong báo cáo chương trình nghị sự chung của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trang báo cũng đồng thời thông tin về một loạt sáng kiến của Việt Nam như bổ nhiệm đặc phái viên cho các thế hệ tương lai và cơ chế ứng phó khẩn cấp với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, có thể giúp huy động các nguồn lực nếu được thực hiện đúng cách. Điều này thể hiện trách nhiệm cam kết của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế. Nhờ RCEP, Việt Nam có mức tăng thu nhập và thương mại lớn nhất trong các quốc gia thành viên. Đây là thông tin vừa được trang Vietjo của Nhật Bản đăng tải dựa trên dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank. Cụ thể, RCEP có thể hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng, nhờ đó giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 đối với tăng trưởng kinh tế. Và trong kịch bản các ưu đãi từ RCEP, thu nhập của Việt Nam sẽ tăng 2,1 lần trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2035, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,6 lần và kim ngạch nhập khẩu tăng 2,3 lần. Bên cạnh đó, với kịch bản các ưu đãi được triển khai, thu nhập sẽ tăng 2,2 lần, xuất nhập khẩu lần lượt tăng 2,8 và 2,6 lần. Đây là mức tăng lớn nhất trong số các nền kinh tế thành viên của RCEP. Nhập siêu 2 tháng đầu năm, đáng mừng hơn đáng lo. Trang Hải quan Online cho biết trong tháng 2 năm 2020, Việt Nam ước tính nhập siêu 2,33 tỷ đô la Mỹ. Con số nhập siêu trong 2 tháng đầu năm là 937 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất nên nhập siêu thậm chí đáng mừng hơn đáng lo. Điều này phản ánh chuỗi cung ứng về nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã bắt đầu khôi phục. Điển hình như nhiều doanh nghiệp trong ngành da giày, túi sách đã có đơn hàng xuất khẩu ít nhất đến quý 2 năm 2022. Nông sản Việt Nam tìm kiếm cơ hội vào thị trường Nhật Bản. Trang mạng tin tức nông nghiệp của Trung Quốc đưa tin, ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đã trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh. Các loại trái cây như thanh long, chuối, xoài, dừa, vải của Việt Nam đã mở cánh cửa vào thị trường này. Hiện tại, nhóm tiêu thụ chính của trái cây Việt Nam tại thị trường Nhật Bản là người Nhật và gần 500.000 người Việt Nam và người dân các nước châu Á khác đang làm việc và sinh sống tại Nhật. Ngoài trái cây, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam cũng được thị trường Nhật Bản ưa chuộng. Trong phần tiếp theo của bản tin, câu chuyện của những người phụ nữ làm nghề bốc rỡ hàng hóa ở chợ đầu mối. Họ trải qua nhiều vất vả và khó khăn với mong ước lớn nhất, con cái khỏe mạnh và trưởng thành. Tỉnh Điện Biên tích cực chuẩn bị cho lễ hội Hoa Ban với nhiều hoạt động phong phú. Tiếp tục bản tin với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều địa phương trên cả nước đã điều chỉnh lịch học trực tiếp từ ngày 7 tháng 3 do số lượng F0 tăng nhanh.
tại Hà Nội sẽ có thêm hơn 300 trường học sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn do các trường này nằm trong vùng dịch cấp độ 3, tức là vùng cam. Tỉnh Bạc Liêu cũng đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học dừng đến trường từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông duy trì học trực tiếp. Nếu có trên 50% học sinh là F1 thì chuyển sang học trực tuyến trong một tuần. Tại Đồng Nai, học sinh tại một số xã thuộc huyện Trảng Bom tạm dừng đến trường do nằm trong vùng dịch cấp độ 3. Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Với những người phụ nữ, những người mẹ, có lẽ không món quà nào tuyệt vời hơn sự khỏe mạnh và trưởng thành của con cái. Và để gia đình, con cái được khỏe mạnh và trưởng thành, những người mẹ sẵn sàng làm tất cả, dù đó là những công việc nặng nhọc, khó khăn, vất vả nhất, dù có phải hy sinh chính bản thân mình. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện của những người phụ nữ làm nghề bốc dỡ hàng hóa ở chợ đầu mối phía Nam Hà Nội từ những đêm lao động vất vả của các chị mà các con đã trưởng thành, có người đỗ vào đại học. Một giờ sáng, những khu tập thể tối đèn, các gia đình đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cạnh đó, trong chợ đầu mối, chị Trọng và những người làm công việc bốc vác hàng vẫn tất bật những chuyến hàng đêm của mình. Nửa đêm tờ mờ sáng, các xe hàng về nhiều, thời điểm các chị nhiều việc nhất. Xe hàng vừa đến, các chị sẽ nhanh chóng vận chuyển xuống từng gian hàng trong chợ. Hơn 50 tuổi, gần 30 năm làm công việc này, đôi bàn tay không còn mềm mại của chị Trọng và những phụ nữ ở đây. Kéo lúc xuống hàng thì lúc cơ cực lắm. Nhưng mà xong lúc ấy không là lại thôi. Thế đã giả tiền thì mình lại thì có mình lại thôi, chứ không mệt nhọc nữa. Vì đồng tiền này làm nuôi con cái ăn học, thì là xây dựng, thì làm gian cửa gian nhà. Trung bình một đêm thu nhập của các chị từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ban ngày được nghỉ, đêm xuống lại bắt đầu làm việc. Chủ yếu họ là lao động ngoại tỉnh. Trong số những người bốc vác hàng ở đây, có nhiều chị có con đã đỗ vào đại học. Từ đồng tiền vất vả của mẹ, các con đã lớn dần. Nó về nó chỉ bảo với em một câu là mẹ ơi con vào đại học rồi. Em bảo ừ, thế thôi. Thế còn một thằng thì giỏi tiếng Anh thì cô giáo gửi bằng khen về, mấy cả người ta cứ mời đi để cho con vào Olympic ấy. Mà rất là hạnh phúc, nghĩ đến những lúc đấy là hạnh phúc. Từ đêm cho đến gần sáng, tiếng các chủ hàng gọi các chị kéo cái này đẩy cái kia vang khắp chợ. Những giọt mồ hôi trong đêm đông, những vết chai dần trên lưng không làm các chị nản lòng, vì họ biết thêm một xe hàng là thêm một ít tiền để gửi về gia đình dưới quê. 4 giờ sáng công việc kết thúc, các chị lại trở về các khu nhà trọ, chút rau xanh cho những bữa cơm qua ngày nơi thành phố. Hạnh phúc trong những ngày này của các chị là cuộc sống đủ đầy hơn của gia đình và các con. Cũng hướng đến ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đêm gala âm nhạc với chủ đề Sắt Son vừa diễn ra vào tối ngày mùng 6 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc với những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn sắt son thủy chung của người phụ nữ. Đây là chương trình nằm trong chuỗi gala âm nhạc Khoảng Nhớ, là mô hình kết hợp âm nhạc với ẩm thực và không gian thiên nhiên bên bến sông. Chương trình được tổ chức vào tối chủ nhật đầu tiên hàng tháng, với mỗi chương trình là một chủ đề gắn với sự kiện nổi bật của tháng. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vừa chính thức diễn ra với hàng loạt chương trình và hoạt động đa dạng từ nay đến hết tháng 4, với mong muốn truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn, tạo sự lan tỏa về tình yêu với trang phục áo dài, một trang phục truyền thống độc đáo của người dân Việt Nam. Lễ hội áo dài năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch. Đồng hành cùng lễ hội áo dài tròn 8 năm, nhưng năm nay, nhà thiết kế áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam có một cảm xúc đặc biệt. Anh cho biết 20 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập áo dài giấc mơ tham gia lễ hội lần này đã được anh và hàng trăm nghệ nhân thực hiện trong gần một năm. Mong muốn nó có thể quảng bá ra cái áo dài ra trong và ngoài nước, bởi những cái tính mới của áo dài không chỉ là làm đẹp mà còn có thêm một cái công năng là quảng bá văn hóa du lịch, quảng bá cái đất nước con người của Việt Nam.
15 bộ sưu tập áo dài với hơn 600 mẫu thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng tại lễ hội áo dài năm nay đã mang đến cho người dân và du khách một bức tranh sinh động về thành phố Hồ Chí Minh với những điểm đến du lịch nổi tiếng, công trình kiến trúc mới, công nghệ hiện đại, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu áo dài. Thì từ những cái buổi sưu tập như hôm nay thì em có thể biết được là quá trình hình thành và chiều dài lịch sử của bộ áo dài như thế nào. Thì cái lễ hội áo dài cũng là một cái địa điểm để mà em có thể diện lại cái trang phục này. Thông qua hình ảnh áo dài, chúng ta quảng bá thêm về hình ảnh của du lịch Việt Nam cũng như du lịch thành phố Hồ Chí Minh, gửi đi một cái thông điệp về sự phục hồi của ngành du lịch thành phố. Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh qua 8 lần tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động thu hút du khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh, nhằm sớm lấy lại vị thế vốn có của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn trước dịch Covid-19, với mức tăng trưởng khách quốc tế bình quân hơn 16% một năm, chiếm gần 50% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sau 2 năm phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3. Lễ hội biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên tới đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Năm nay là năm thứ 7 tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Ban và là năm thứ 3 tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban. Để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 tới đây, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể sát với tình hình dịch bệnh COVID-19. Nội dung của màn khai mạc lễ hội Hoa Ban dự kiến thời gian sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng 3 thì đã được các đơn vị tổ chức sự kiện đã đăng ký và xây dựng cái kế hoạch rất chi tiết và rất cụ thể với các cái quy mô là phù hợp với điều kiện của tỉnh, gắn với cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, mà trong đó cụ thể đó là gì, là gắn với văn hóa phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, gắn với gì cái văn hóa vùng miền của Tây Bắc, của gì Điện Biên, mà trong đó là gì đặc trưng, đó là cái gì Hoa Ban đại diện cho cái văn hóa và cái nét đẹp của người Tây Bắc. Hiện nay, kịch bản chương trình nghệ thuật và kịch bản tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban đã được đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện xây dựng hoàn thiện với nhiều điểm mới, hội tụ nhiều yếu tố truyền thống, kết hợp hiện đại hơn so với mùa lễ hội Hoa Ban những năm trước. Đối với cái phần mới năm nay thì chúng tôi sân khấu, chúng tôi áp dụng khá nhiều các công nghệ hiện đại, ví dụ như cái công nghệ 3D với cái công nghệ Net Magic và đặc biệt những cái công nghệ tương tác khác. Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Ban năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như lễ khai mạc, cuộc thi ảnh check-in Điện Biên, hoạt động diễu hành văn hóa đường phố và các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao. Phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.